Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ ba ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 23 tháng 11 năm canh tí Ngày này là ngày quý Sửu tháng mậu tí năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỹ, giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc bạo quang, giờ đinh tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường, giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh, giờ nhâm tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thanh long, giờ quý hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc minh đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ nhâm tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thiên hình, giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc chu tước, giờ bính thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc bạch hổ, giờ mậu ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên lao, giờ kỵ mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc nguyên vũ, giờ tân dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc câu trần và ngũ hành ngũ hành niên mệnh tang đồ mộc ngày quý sửu tức chi khắc can nghĩa là thổ khắc với thủy và ngày hôm nay là ngày hung về nạp âm tang đồ mộc kỵ tuổi đinh mùi tân mùi ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ đặc biệt là tuổi tân mùi kỵ dậu đinh tỵ thuộc hành thổ không sợ mộc ngày xỉu, lục hợp với tý tam hợp với tỵ và dậu thành kim cục sung với mùi hình tuất hại ngọ phá thìn và tuyệt mùi vài tuổi xung khác trong ngày tuổi ất mùi tân mùi đinh hợi đinh tỵ tuổi xung trong tháng tuổi bính ngọ giáp ngọ vài các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên quý tốt mọi việc Sao địa tài tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao âm đức tốt mọi việc, sao phụ hộ hay còn gọi là sao hội hộ tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, xuất hành, sao lục hợp tốt mọi việc, sao kim đường hoàng đạo tốt mọi việc, sao thiên ân tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao thiên ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao nhân cách sau đối với giá thú khởi tạo sao trùng tang kỵ cưới hội, an táng khởi công động thổ xây dựng về nhà cửa sao trùng phục kỵ giá thú an táng sao tam tang kỵ khởi tạo cưới hội, an táng và đặc biệt ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021 tức là ngày 23 tháng 11 năm Canh Tý ngày này là ngày nguyệt kỵ Mầu năm 14, 23 đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn. Dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn cho nên làm việc gì cũng chỉ đạt được dựa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng tây bắc. Sau đây, mời các bạn đốn xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang có được báo hiệu gặp nhiều may mắn, nhiều tin vui tới. Ngày này đối với bạn tuổi Tý, bạn đang gặp được ngày của cục diện ngộ hành, tí xỉu nhị hợp thủy cục, cho nên bạn đang có được vận quý nhân trao cho bạn được tình duyên vượng sắc. Đào hoa nở rộ, đi đâu cũng có người yêu kẻ mến. Bên cạnh đó, với bạn mệnh tuổi Tý biết được thế mạnh của mình nằm ở đâu và nhanh chóng khiến cho đối phương phải siêu lòng. thực ra duyên số đến thì mới nhanh như vậy thôi chứ với bạn tuổi Tý đừng có võ ngực tự hào kẹo lại khiến cho người ấy nội hứng làm khó bạn. và ngày này đối với bạn tuổi Tý bạn cũng đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cho nên bạn có thêm nhiều cơ hội để đốn được tài lộc về tay mình bản mệnh có nghề tay trái bên cạnh công việc chính mà thu nhập phụ của bạn còn nhỉnh hơn thu nhập chính nữa. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim tình cảm thăng hoa nhanh chóng ngoài tưởng tượng. Tử vi tuổi bính tý thuộc thủy có điểm báo phát tài nhờ tài lộc tự tới. Tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa tài lộc được tăng tín chăm chỉ sẽ được đền đáp. Tử vi tuổi canh tý thuộc thổ thành công rực rỡ nhờ biết cách nắm giữ thời cơ từ vi tuổi nhâm tý thuộc mộc hãy đón nhận tình yêu theo ý của mình vài đánh giá của bà tuổi tý trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 1 số 3 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu xanh lục màu trắng quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi thân, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Sửu thứ ba, ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu đang gặp ngày của tỵ kim chiếu mệnh giúp cho bạn vững tâm hơn trong ngày hôm nay và đưa ra nhiều lựa chọn mang tính quyết định bạn mệnh sẽ có thể quyết đoán hơn khi biết chắc chắn được điều mình mong muốn mình làm là gì công việc của bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay tiến triển rất chi là nhanh khi mà bạn xác định được mục tiêu của mình và đi đúng đường đúng hướng bạn mệnh đừng có lo lắng quá bởi sai sót là điều ai cũng có thể gặp phải và bạn hãy cứ làm điều tôi là đúng nhất là trong thời điểm này Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Sửu cần phải lưu tâm tới sức khỏe của mình, đặc biệt là vấn đề về đường tiêu hóa. Tử vi cho thấy sức khỏe của bạn đang bị ảnh hưởng, dễ gặp phải những vấn đề về ăn uống hay là có thể mắc các bệnh về dạ dày. Vì vậy, với bạn tuổi Sửu không nên được chủ quan với sức khỏe của mình vài từ vi tuổi ất xỉu thuộc kim không thể coi thường các vấn đề về sức khỏe từ vi tuổi đinh xỉu thuộc thủy nên nhanh chóng nắm bắt thời cơ từ vi tuổi kỵ xỉu thuộc họ bản thân mình phải biết mình đang muốn gì làm gì từ vi tuổi tân xỉu thuộc thổ đừng có trông chờ người khác đem lại cơ hội cho bạn từ vi tuổi quý xỉu thuộc mộc hãy sống hết mình khi có thể Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. từ vi tuổi Dần thứ ba ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Dần trong ngày này đang gặp được ngày có chính quan nhập mệnh cho nên với bạn tuổi Dần sẽ có được nhiều cơ hội để khẳng định năng lực của mình và với bạn tuổi Dần bạn cần phải cố gắng để phát huy hết nội lực của bản thân đừng để cho cơ hội vụt qua mắt rất đáng tiếc với bạn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi dần, bạn hãy mạnh dạn triển khai những kế hoạch mà mình đã ấp ủ từ lâu. Sản tiện ngày đang có cát khí vượng, bạn có thể gặt hái được nhiều thành công hơn hẳn những gì mà mình trông đợi luôn. Và với bạn tuổi dần, bạn là người làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm, góp phần tạo dựng một tương lai rực rỡ, huy hoàng hơn so với những con giáp khác. Tuy nhiên, ngày này với bà tuổi dần, bạn lại đang gặp ngày có thổ mộc xung khắc. Cái điều này cho thấy với bà tuổi dần cần phải nhún nhường hơn một chút. Chứ đừng có ăn thua nhau mà làm gì, nhất là đối với người mình yêu thương. Cuộc sống này vốn có nhiều khó khăn và bạn đừng có để tuột mất hạnh phúc của mình. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy, công việc tiến triển tốt, có nhiều tín hiệu chúc mừng từ vi tuổi bính dần thuộc hỏa cần phải đảm bảo cuộc sống hạnh phúc như ý muốn từ vi tuổi mậu dần thuộc thổ tình duyên tắc trở nhiều mâu thuẫn phát sinh từ vi tuổi canh dần thuộc mộc nên hiểu và yêu thương người ấy nhiều hơn từ vi tuổi nhâm dần thuộc kim có điểm báo thăng quan tín chức vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ ba ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mão trong ngày hôm nay đang gặp ngày có thiên quan dáng họ đây là báo hiệu cho thấy vận trình của bạn đang có kẻ tiểu nhân nhòm ngó và muốn lấy mất vị trí mà bạn đang nắm giữ vì vậy với bạn tuổi mão bạn cần phải cẩn thận với những việc mà mình làm và với bạn tuổi mão bạn mệnh có thể là người phải chịu nhiều ấm ức thiệt hoài trong ngày hôm nay khi mà tiểu nhân xuất hiện bài mưu tính kế, vu oan giá họa khiến cho bạn phải chịu trách nhiệm về những việc mình chẳng hề làm, uy tín của bạn thân bị mất đi. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi mạo, bạn lại đang gặp ngày có ngộ hành tương xung. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi mạo đang có điểm báo chuyện tình cảm của bạn chẳng được như ý muốn. Chuyện tình cảm của bạn sẽ chẳng đi đến đâu và trong một ngày với nhiều sự hỗn độn như vậy, có lẽ với bạn tuổi mão chẳng đủ kiên nhẫn để chiều chuộng đối phương thả buông tay còn hơn là mệt mỏi lắm rồi vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy tình duyên không được như ý có nhiều bất đồng giữa hai người tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa nên hiểu và thông cảm cho những khó khăn của nhau tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ chuyện công tư nên rạch ròi tử vi tuổi tân mão thuộc mộc đề phòng bị tiểu nhân hãm hại từ vi tuổi quý mão thuộc kim đừng quá tin tưởng người khác vô điều kiện vài đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 2 số 9 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu đen màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi tốt tuổi hợi tuổi mùi Từ vi tuổi thìn thứ ba ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này đang có điểm báo gặp nhiều sóng gió và ngày này đối với bà tuổi thìn, bạn đang gặp ngày cục diện ngũ hành tứ hình sông, thìn tuốt xịu mùi. Cho nên, cái chuyện tình cảm của bạn chẳng đi đến đâu, đôi lứa thiếu sự tin tưởng, quan tâm đến nhau mà thay vào đó là sự giận hờn, tổn thương nhau. Và với bà tuổi thìn, bạn còn không biết cách giữ tiền khi mà bạn để cho kiếp tài rác mũi mình, mù quáng tin tưởng người khác mà chẳng hề giữ lại chút gì cho mình, có thể vì thế mà với bạn tuổi thìn gặp phải nhiều rắc rối khá chi là lớn. Tiền bạc phân minh, ái tình rất khoát, lẽ ra với bạn tuổi thìn làm như vậy thì đổi lại bạn lại làm ngược lại. Và với bạn tuổi thìn có thể gặp phải vấn đề trong cuộc sống nhưng phải biết rút kinh nghiệm từ đó chứ không phải sai lầm lần này tới sai lầm lần khác. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa tình cảm rạn vỡ, có nhiều vấn đề nảy sinh giữa hai người. Từ vi tuổi bính thìn, thuộc thổ, tiền bạc mất mát, do chủ quan, thiếu cảnh giác. Từ vi tuổi mậu thìn, thuộc mộc, cần phải tập cho mình thối quyên, kiểm tra mọi thứ. Từ vi tuổi canh thìn, thuộc kim, đừng tưởng chuyện gì cũng có thể giải quyết đơn giản. Từ vi tuổi nham thìn, thuộc thủy, nên bao dung và tha thứ cho nhau và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 4 số 7 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi giàu tuổi thân tử vi tuổi tỵ thứ ba ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi tỵ, cho chúng ta thấy là với bà tuổi tỵ trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, tỵ dậu xỉu phù trợ, cho nên bạn đang có được báo hiệu con đường tình duyên của bạn khá chi là lý tưởng trong ngày hôm nay. Và với bà tuổi tỵ, không có gì phải lo lắng về đối phương, bạn biết rằng người ấy đang yêu thương mình rất chi là nhiều. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi tỵ bạn cũng đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh, dẫn đường mở lối cho bạn. Cho nên, bạn đang có được hậu phương vững chắc, nên thoải mái làm điều mình muốn trong cuộc sống, không có nhiều khó khăn, trở ngại cạn lối. Vì vậy, con đường tiến tới thành công với bạn đang đến rất chi là gần sự cống hiến hết mình, không hề mệt mỏi của bạn tuổi Tỵ thể hiện tinh thần trách nhiệm, làm việc vô cùng là cao cả. Bạn mệnh tuổi Tỵ sẵn sàng hy sinh thời gian rảnh của bản thân để hoàn thành công việc đúng như yêu cầu được giao. Về từ vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, tình duyên mở lối, đào hoa được vượng sắc. Từ vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, cống hiến hết mình rồi sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Từ vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, có được nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Từ vi tuổi tân tỷ, thuộc kim, đừng có ngần ngại phát huy tiềm năng của bản thân. Từ vi tuổi quý Tỵ thuộc thủy, công việc tiến trị tốt ngoài mong đời. Và đánh giá của bà tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Và các bạn đang xem video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi ngọ thứ ba ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi ngọ trong ngày này đang gặp ngày xỉu ngọ tương hại cho nên bà tuổi ngọ đang có điềm báo bạn trải qua một ngày với cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Và với bà tuổi ngọ tính tình thẳng thắn nhưng bạn cũng dễ dàng bị tổn thương bởi những lời nói vô tình đến vô tâm của người mình yêu thương. Và với bạn tuổi ngọ, bạn không muốn tranh cãi, cho nên nín nhịn, không nói ra quá nhiều về việc đã co. Nhưng sự thực, nó như là một cái rằn trong tim, khiến cho bạn tuổi ngọ khó có thể chịu đựng được. Tình yêu thay vì toàn là mật ngọt thì lại xiên cả những đớn đau với bạn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi ngọ, bạn lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh thắp sáng cho bạn một ngày tối tăm, khiến cho bạn tự ngọ có được nụ cười vì những nỗ lực của mình đã gặt hái được thành công. Với khó khăn ở phía trước, bạn tự ngọ chẳng lùi bước mà còn cố gắng nhiều hơn nữa. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, tổn thương do chính người mình yêu thương gây ra. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, cần phải mạnh mẽ để đón nhận thử thách tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa đừng chia giấu tình cảm của mình thêm nữa tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ nên hiểu bản thân mình đang ở vị trí nào tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc có thể bạn sẽ đánh mất cơ hội hạnh phúc và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5 số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ ba ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi mùi ạ, cho chúng ta thấy là với bà tuổi mùi trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tốt xỉu mùi cho nên bạn tuổi mùi đang có điểm báo cái chuyện tình cảm của bạn không được như ý muốn tình yêu lứa đôi không được suôn xỉa, người ấy chẳng để cho hai người có chút riêng tư khi mà mang hết chuyện của hai người để kể cho những người khác biết và với bạn tuổi mùi, bạn không thích cảm giác bị phơi bày tất cả giữa đám đông. Bạn tuổi mùi tỏ thái độ gay gắt với đối phương, nhưng đối phương thì vẫn thờ ơ và cho rằng mình là người đúng và đôi bên rằng co không ai chịu nhún nhường ai. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi mùi, bạn cũng đang gặp ngày của tỷ kim nhập mệnh. Cho nên, công việc của bạn tuổi mùi trong ngày hôm nay đòi hỏi bản mệnh phải có được sự quyết đoán chọn thật nhanh chóng con đường mình muốn đi. Thời gian chẳng còn nhiều, Tết đã sắp đến, nếu như bạn chậm trễ thì cũng chính là nhận về mình cái sự thất bại mà thôi. Vậy tử vi tuổi ất mùi thuộc kim cần phải chủ động làm những điều mình muốn. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy tình cảm nhiều mâu thuẫn chưa thống nhất được với nhau. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa dễ để xảy ra tranh cãi vì những chuyện không đáng có. Tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ cần nói chuyện thẳng thắn với nhau. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc đừng có chần chừ do dự quá lâu. Vậy đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ ba ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi thân cho chúng ta thấy là với bà tuổi thân trong ngày này bạn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh cho nên bạn tuổi thân đang có điểm báo dễ mắc phải những sai sót trong công việc nhất là tinh thần của bạn làm việc đang có sự bệ rạc thiếu trách nhiệm. Cái điều này làm cho bạn tuổi thân cần phải hiểu rõ mình đang làm việc gì, mình đang muốn gì. Bạn mệnh tuổi thân đừng để cho tinh thần bị lung lạc. Bởi những lời xúc xịn của những kẻ tiểu nhân, bạn cần phải có chính kiến của riêng mình, đừng để cho bản thân mình dễ bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng, tinh thần của người khác. Và ngày này với bạn tuổi thân, bạn lại đang gặp được ngày của thổ dưỡng chua kim. Hôm nay là một ngày tình cảm của bạn khá chi là lý tưởng. Đào hoa sẽ mang đến cho bạn nhiều bất ngờ. Bạn mệnh tuổi thân, không mong muốn mình sẽ đánh mất đi người mình yêu thì hãy thừa nhận tình cảm của mình đi thôi vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy tình cảm chân thành sẽ đến được con tim tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa cần giữ vững lập trường của riêng mình tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ nên hiểu mục tiêu của mình nằm ở đâu tử vi tuổi canh thân thuộc mộc nhân duyên đã định đừng có cố cưỡng cầu tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim hạnh phúc với những gì mình đang có vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi dậu. Từ vi tuổi Dậu thứ ba ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tỵ Dậu Sửu phù trợ cho nên với bạn tuổi Dậu trong ngày hôm nay hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận hạnh phúc đến với mình đi và với bạn tuổi dậu, bạn đang có nhiều người theo đuổi lắm, muốn giữ mãi kiếp độc thân cũng khó, chỉ bằng hãy chọn lấy một người phù hợp với mình đi thôi. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày này đối với bạn tuổi dậu, bạn lại đang gặp được ngày của thực thần, chiếu mệnh, cho thấy vận may của bạn tuổi dậu còn kéo dài sang cả chuyện tiền bạc nữa. Bạn mệnh tuổi dậu cần phải nắm bắt thời cơ để kiếm tiền ngay khi có thể và hôm nay tài lộc của bạn rất chi là vượng bạn trở nên bộ lỡ thời cơ đối với mình các chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán của bạn tự dậu trong ngày hôm nay khá chi là lý tưởng tiền bạc ùn ùn đổ về nhà và với bạn tự dậu bạn có được khách hàng ủng hộ nhờ làm ăn uy tín chất lượng biết chiều thiêu thị hiếu và nhu cầu của khách hàng vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy tình cảm được thăng hoa rực rỡ tình yêu dẫn lối tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa tiền bạc được dồi dào kinh doanh phát đạt tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ có được nhiều cơ hội để mở rộng kinh doanh tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc tình yêu gõ cửa hạnh phúc tới nhà tử vi tuổi quý dậu thuộc kim sớm đón tin vui về chuyện tình cảm Vài đánh giá của bà tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. vi tuổi Tuất thứ ba ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi Tuất cho chúng ta thấy là với bà tuổi Tuất trong ngày này bạn đang gặp ngày Tuất xịu tương hình cái điều này cho thấy bạn tuổi Tuất đang có điểm báo dễ cảm thấy tổn thương khi mà tình cảm của mình không được đối phương trân trọng Mặc dù bạn mong muốn người ấy đáp lại nhưng lại chẳng nhận được gì ngoài sự hờ hững. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bà tuổi Tuất, bạn lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh và cái chuyện kiếm tiền với bạn tuổi Tuất trở nên khó khăn hơn. Bạn tuổi Tuất không biết phải làm như thế nào để cải thiện tình trạng hiện tại, trong khi có biết bao nhiêu chuyện cần phải dùng tới tiền để chi tiêu. Ngày này với bạn tuổi Tuất, bạn nên nắm bắt mọi cơ hội ngay khi có thể. Tết đã sắp đến rồi, bạn không thể nào phung phí cơ hội về kiếm tiền. Bạn cần phải cố gắng để tiết kiệm hết mức có thể, kiếm tiền mọi lúc, mọi nơi, đừng có từ chối về tiền bạc tới với mình. Về từ vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, tài lộc hiếm hoi, dễ lâm vào cảnh túng thiếu. Từ vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, tình duyên tắc trở, không có nhiều điều may, tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc dễ bị tổn thương vì chính người mình yêu gây ra, tử vi tuổi canh tuất thuộc kim cần hiểu và bỏ qua thông cảm cho nhau, tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy đừng chi tiêu hoang phí quá mức cần thiết. Vài đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ ba ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ ba này đối với ba tuổi hợi cho chúng ta thấy là vận trình của ba tuổi hợi trong ngày này đang gặp được ngày có tam hội cục nâng đỡ cho nên về phương diện tình cảm của bạn tuổi hợi trong ngày hôm nay rất chi là tốt đẹp. Con đường tình duyên của bạn được nở rộ các cặp đôi thì có vẻ sẽ sắp đi tới quyết định quan trọng của cuộc đời mình. Mùa đông chẳng còn xa nữa khi luôn có được người ở bên cạnh sự ấm cho trái tim bạn nữa rồi bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bà tuổi hợi bạn cũng đang gặp được ngày có chính quan chia chữ cho nên công việc của bà tuổi hợi đang tiến triển khá chi là tốt bạn mạnh được nhiều người giúp đỡ không gặp khó khăn gì trong việc giải quyết những vấn đề đang còn tồn động mà hơn thế nữa với bà tuổi hợi còn nhanh chóng khẳng định được năng lực của bản thân mình nữa và với bà tuổi hợi, bạn nên lên kế hoạch cho những bước đường tương lai của mình. Đừng có để lỡ thời cơ hiếm có khi mà không phải ai cũng có được may mắn gặp được cơ hội như vậy. Có nhiều vấn đề phát sinh sau đó nhưng chẳng hề ảnh hưởng gì tới quyết tâm của bạn cả bạn tuổi hợi nhé về từ vi tuổi ất hợi thuộc họ công việc tiến triển tốt có nhiều người giúp đỡ từ vi tuổi đinh hợi thuộc thổ tình yêu chớm nở hạnh phúc ngập tràn từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc có tin vui lớn về đường tình duyên từ vi tuổi tân hợi thuộc kim cần phải nắm bắt cơ hội ngay khi có thể từ vi tuổi quý hợi thuộc thủy đừng để mình phải hối hận về sau này và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. สิ้นเจ้ากำไล